nhiều người theo chúng nó. Thực tế chúng nó có mấy đứa hả? Em chào Ngọc Quân. Dạ. À, thực tế chúng nó số lượng ít quá, buộc phải khuếch trường thành thế. Khuếch trường thành thế đến ra ngoài là lực lượng nó mạnh lắm, để cho một là nước ngoài bơm tiền về, hai là để cho nhiều người theo nó. Dạ. Nhiều người có ảo tưởng theo chúng nó, đúng rồi. Dạ, nên là đúng rồi đó. Nó nói là lật chặn đường rồi cắt điện rồi đánh công an rồi nó nói đủ thứ cho nó thể hiện là sức mạnh, nó mạnh ra chuyện nó đông người ủng hộ, nhưng thực tế nó lèo phèo có đâu không vài trăm đứa ở. Cách làm truyền thông vậy thôi em ạ. Dạ. Chứ còn nó làm truyền thông, cái cách nó làm truyền thông thôi, chứ nếu mà nó muốn giết ai nó phải lặng lẽ làm chứ, phải không? Dạ đúng rồi. Nó muốn lật đổ chính quyền hoặc nó muốn lật đổ, nó muốn một tỉnh nào đó hoặc cái địa phương nào đó nên lật đổ chính quyền đi. Thì để nó bảo toàn tính mạng tụi nó phải làm lén chứ làm sao nó công khai như thế này được. Công khai mạng là hình thức là truyền thông thôi. Hình thức là truyền thông khuếch trương thành thế thôi. Hùa đáng với nhau thôi. Hùa với nhau. Thì thôi thì các em với các bạn lên đây mỗi người một ý để mình góp ý vào để mình tỏ cái thái độ mình yêu nước. Để chúng nó thấy là lực lượng yêu nước mình cũng đông cũng nhiều thôi, chứ thực tế chúng nó chả làm gì được nước mình. Nó làm được cái 4 mấy năm nay nó làm rồi. Cũng mấy năm nay làm được gì đâu. Cũng mấy năm nay là làm gì được đâu. Đúng rồi. Nó quên nước ngoài, nó ở trong nước nó tức lắm nhưng nó chả làm gì được. Vì cái chế độ này khó lật đổ. Đúng rồi, chị Vương vừa mình toàn là bỏ mồm không, mà tụi nó toàn bỏ mồm. Nó bỏ mồm nó còn thua mình nữa chứ đừng nói gì. Đúng rồi. Chào. Nó bỏ mồm nó còn thua. Nó bỏ mồm nó còn thua mình thì lấy đâu ra nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Chào các nhà trên diễn đàn Hà My nhá. Nó anh bỏ mồm mình thôi. Cái việc anh em mình lên đây để phản biện lại để cho những người ta chưa biết thì ta biết, những người ta biết rồi thì ta có kinh nghiệm. Chào Ngọc Nhiên nhá, có Ngọc Nhiên trong này. Cho nên là bốn mấy năm nay cái bài ca chúng nó là luôn luôn nước nào nó bỏ Việt Nam ác hèn giặc ác dân mới lại bán nước cho tàu, rồi là bốn mấy năm nay không làm được gì, rồi là đủ thứ xấu này, cái đẹp thì nó không nói, đất nước mình làm được bao nhiêu cái kỳ tích thì nó không nói. Dạ đúng rồi. Nước mình còn làm được bao nhiêu kỳ tích thì nó không nói, là cứ cái gì xấu xấu là nói đi. Thì nhân đây anh cũng nói chuyện với em là cái bạn Châu La Khải hôm qua bạn ấy hỏi em là đất nước mình từ năm 75 giờ làm cái gì. Bạn này bạn yêu nước làm sao mà bạn hỏi như vậy. Em ngày hôm qua em lên em chọc nó luôn, em trêu nó cho vui luôn, nó ngu gần chết luôn, nó tiêu cho rồi. Cái giọng vậy đó mà tụi này nó ngu như vậy đó mà đòi mà đi gì đòi lật đổ công sản em đi cái chỗ đó chuyện gì nữa. Nó ngu mà em phải ngồi trêu nó chơi ha. Bạn Châu La Khải là bạn thuộc dạng tiêu cực đấy. Tiêu cực, nó cực nặng luôn thôi. Tiêu cực chứ không phải là phản động. Nó không phải là phản động. Yeah. Một hồi nó chửi nhà lãnh đạo, hồi nó khen nhà lãnh đạo rồi. Hồi nó chửi lãnh đạo. Hồi thì nó bảo là không cẩn thận thì ba quen là đốn chính quyền, dân mình khổ mà không hiểu bạn nghĩ làm sao. Chắc bạn đi tiêu cực, bạn có bất mãn gì. Dạ yeah, đúng rồi đó. Em vừa lên ông này giống như bị ngáo đá anh ơi. Bị ngáo đá. Nay cũng vào anh động viên nó. Nay nó mời anh lên anh vào. Hôm qua em xuống nó biết anh là phe của em, nó không mời lên. Hôm nay anh kết bạn ấy, anh xin nó lên, anh cũng động viên nó. Anh nói thôi mình yêu nước thì mình cũng phản biện, cái gì nó có thật thì mình nói. Cái gì nó không có thật thì mình thôi. Mình chửi những đứa tham nhũng thì mình có quyền chửi, nhưng những người không tham nhũng chửi ca bẻ ca phái tội người ta. Mình yêu nước thì mình phải tách biệt hai cái đó ra, hai cái rõ ràng ra. Như thế nào là tiêu cực, như thế nào là... Đúng rồi. Nhưng diễn đàn thằng này cùng bắt quen có nhiều. Đúng rồi. Thằng này là diễn đàn bắt quen vô không à. Tại vì á, là em nhìn em biết bắt quen thì em nói là ông này bị đạp bả chó bắt quen đó. Bị đạp bả chó đó. Em nói anh bị đạp bả chó bắt quen đó. nói hồi giống như đồ điên á anh à. Anh lên thì anh không có góp ý, anh chỉ động viên thôi. Tại vì bởi vì tranh luận người ta có cái cách tranh luận người ta, mình cách tranh luận, nhưng mình không bao giờ đi hồi kết. Mình lên mình nói theo ý của mình, nói theo ý mình, động viên người ta thôi. Chứ bây giờ anh nói em nghe, mình lên mình chửi người ta thì người ta cũng chửi lại mình, nó không bằng nhau à? Thì hôm nọ là nó hỏi mấy người, nó nói là cộng sản từ 55 giờ làm gì, nhưng mà anh xin lên nó không cho lên. Hôm nay nhân tiện anh nói chuyện với em, sau năm 75 đất nước mà làm nhiều việc chắc em biết rồi. Thứ nhất là giữ được toàn vẹn lãnh thổ về chính trị ngoại giao, là giữ được toàn vẹn lãnh thổ thống nhất đất nước, đánh Pol Pot, đánh Tàu, đấy là việc làm lớn chứ gì nữa. Chào chị Ngọc Yến.
Rồi sau giải phóng anh nói Hà My, các bạn nghe, sau giải phóng đất nước mình là miền Nam với miền Bắc là hai miền là thống nhất với nhau. Trước giải phóng thì miền Nam được được Mỹ tài trợ rất nhiều, phải không? Rồi miền Bắc cũng được một số nước họ giúp đỡ nữa. Đến khi giải phóng cái là họ đất nước mình thống nhất, là họ bảo là thống nhất là không giúp đỡ, họ cúp luôn. Hai dạ, miền đúng đều rồi. bị cúp viện trợ. Dân ta nghèo nói ăn bo bo, nói em thông cảm, một nồi cơm 4 năm thứ, lớp thì khoai lam, lớp thì khoai mì, lớp thì gạo, lớp thì bo bo. Dân ta khổ mấy năm trời, dân ta khổ quá trời chứ. Sau này là đất nước mở cửa, anh nói em nghe chứ, toàn toàn hoàn toàn bộ mặt đất nước là thay đổi hoàn toàn. Đường tàu Bắc Nam khôi phục nhá, đường bộ Bắc Nam bây giờ gần thành đường cao tốc nhá, nâng cấp dần dần giờ thành gần đường cao tốc rồi. Rồi Dạ đường đúng Trường rồi. Sơn rồi đường Trường Sơn nữa, giờ nước mình là gần như có hai đường quốc lộ song song nhau đó. Rồi là nước mình là làm được ba cái đường đường điện cao áp từ Bắc chí Nam hòa chung lưới điện quốc gia đó. Rồi toàn bộ hệ thống thủy điện và nhiệt điện, các nhà máy, các cái khu công nghiệp mình khôi phục lại, đất nước mình bộ và đất nước mình hoàn nó thay đổi hoàn toàn. Dân ta từ lúc thu nhập chỉ có mấy chục đô la một đầu người, bây giờ lên 2.000 mấy, gần 3.000 đô la rồi. Đất nước ta từ đất nước gọi là nghèo, đất nước nghèo khó, đất nước chậm phát triển, giờ trở thành một đất nước, tức là giờ nó trở thành đất nước đang phát triển. Đó. Hiện nay đất nước ta hiện nay đang thu nhập GDP hàng năm là đứng thứ ba thế giới. Việt Nam với Trung Quốc, Ấn Độ là ba nước nhiều nhất, cứ thay nhau đứng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Mỗi năm là 6,7, 6 phẩy mấy 7 phẩy tăng trưởng. Đó, xuất khẩu thì năm này năm mỗi năm một nhiều lên. Cái quan hệ quốc tế là ngày càng mở rộng. Đó. Mọi cái thì mọi cái đất nước mình so với giải phóng là mọi cái là hầu như thế là nó thay đổi hoàn toàn. Chỉ có cái lũ mà ăn không rồi rồi là kém hiểu biết rồi thì bắt tay chung với cái lũ này để kiếm tiền ăn, rồi bắt đầu đi xuyên tạc đất nước, rồi chê bai đất nước, rồi đi chụp hình chụp ảnh, rồi bắt đầu đưa qua, rồi bắt đầu kêu gọi đi biểu tình đòi lại, đòi lại đất nước, đòi lại cái hướng đất nước đấy, đòi gì Chào anh Bách nha, chào Hoàng Hải có Yến cái nha. lũ ngu, cái tối ngày cái bắt tay theo giống như toàn cái lũ toàn ngáo ngáo đá trong trong đất nước mình đây này, toàn cái lũ ngáo đá không? Là cái Rồi. này cái dàn bên chống cộng mà cực ngu bên Cali á lại bị tụi này cũng lừa gạt thêm mớ nữa, cũng bị lừa gạt với nhau, lừa gạt vòng vòng theo mà ăn thôi à, thì cái chống phá Đúng đất rồi. nước chứ không được cái gì hết á, không ích lợi gì hết á, không chịu nhìn nhận đất nước. Tụi này anh biết sao bây giờ nó không chịu nhìn nhận đất nước, nó muốn chê bai đất nước, giờ có nói nó cũng không lọt vào lỗ tai của nó. Bây giờ Đúng nó rồi. lỡ cắn tiền nó ăn rồi anh à, nó cắn tiền nó ăn rồi, bây giờ chắc chắn nó phải có làm đó anh à, nó phải có làm mới nó mà ăn tiền được. Từ nãy giờ nó lỡ ăn tiền rồi em biết nó phải làm, nó làm nó mà ăn tiền từ bên kia được chứ, chứ đâu phải là nói mà nó Chào không Hiếu làm Ngọc. mình phải biết nó cũng có Chào làm. Khoan Đó nhé. Chào Hiếu Ngọc. Chào anh Bách. Anh Bách nhanh chào em đẹp rồi. Chào người đẹp đấy. Em chào anh Bách, Anh em chào Bách nào, người đẹp. Anh Bách nào chào anh người Bách. đẹp. Em chào anh Bách. Đó. Đất Giờ nước mà mình nó thay đi. đổi từ ngày đến giờ một đấy. Dạ. Anh nói nghe, đất mình thay đổi từ ngày đến giờ là đất nước mình là về mặt quốc công nghiệp quốc phòng phát triển nhá. Nâng cấp được máy bay nhá, nâng cấp được tên lửa nhá, đang đóng tàu chiến được nhá. Việt Nam đang đóng tàu chiến tàu tàu hải quân, các loại tàu 4-5 ngàn tấn. Bây giờ mình đất nước mình phát triển cũng vậy, từ nước mình đi xin mới đi mua vũ khí, bây giờ đã nước nước sản xuất được vũ khí rồi. Tàu chiến đóng được rồi, tàu chiến nó lại 4-5 ngàn tấn đóng được rồi. Đóng xuất khẩu, đóng cho các nước. Đã sản xuất tên lửa rồi, đất nước mình chủ động về công nghiệp quốc phòng ấy. Đất nước mình là từ một nước sau giải phóng, là em nên hiểu, sau giải phóng đất nước mình thuộc đất nước nông nghiệp lạc hậu. Hà My ạ, đất nước mình mới giải phóng là đất nước nông nghiệp lạc hậu, bây giờ nó trở thành đất nước công nghiệp phát triển rồi. Dạ đúng Đó rồi, là phát cái đó triển đất đúng nước. rồi. Chính xác mà. Đất nước mình Tự từ lúc đấy. từ đất nước lạc hậu, từ đất nước lạc hậu thì nhập gạo hay ăn nhập đủ thứ về, là bữa nay thành đất nước công nghiệp phát triển rồi. Các khu công nghiệp, các thành phố công nghiệp nó phát triển rồi, giờ đang phát triển du lịch và dịch vụ nữa. Là Rồi vậy cái thôi chứ chỗ còn đòi gì nữa. ngay khu em ở đây đây đó, anh nghĩ Bình Dương với Đồng Nai khu công nghiệp rất là lớn, biết Rồi. bao nhiêu lớn ơi là lớn luôn, nó còn đòi hỏi gì nữa, phát triển thì quá mạnh luôn. Bình Dương anh nghĩ là Bình Dương với Đồng Nai phát triển rất là quá mạnh, mình chứng Rồi. kiến ngay nè, rất là nhanh luôn, mà nói đất nước không không phát triển
lấy đâu ra một cái lũ ngu vô hợp hết rồi, một cái lũ ngu đừng nói chuyện mà. anh ví dụ cho các bạn trên trên mạng với em nghe này, công nghiệp của Việt Nam xưa thua tỉnh Bình Dương bây giờ, cả công nghiệp cả Việt Nam xưa thua tỉnh Bình Dương bây giờ, cả ngành công nghiệp của Việt Nam Cộng Hòa chưa thua tỉnh Bình Dương bây giờ, Bình Dương giờ và nó cả đúng rồi, cả ngành công nghiệp của miền Nam và Việt Nam Hoàng xưa thua tỉnh Bình Dương, xa thua xa cái tỉnh Bình Dương chứ bằng một phần của tỉnh Bình Dương bây giờ. Trước cái năm 75 công nghiệp có cái gì đâu, công nghiệp dịch vụ có cái gì đâu, Bình đúng Dương không, là nó giờ đè nó ra nó là chỉ. nói chứ giờ Bình Dương hả, bây giờ là họ 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 rất là canh lắm, an ninh họ canh khiếp lắm, tại vì khu Bình Dương là rất là công nghiệp rất là nhiều, như tụi này Với cái không có mò mẫm gì được đâu, nó không mò hai mẫm nữa gì là Bình Dương được đâu. với một cái nữa là để chứng minh cho tụi ba que nó biết là đất nước phát triển này, hiện nay đất ở Sài Gòn và đất ở Thành phố Hồ Chí Minh đắt nhất thế giới, nên người ta phát triển thì bất động sản nó mới lên chứ, các bạn phải hiểu như vậy chứ, tức là nền kinh tế nó phát triển, dịch vụ phát triển thì đất đai nó mới lên, hàng hóa dịch vụ nó mới lên. Bây giờ đất nước nghèo kém phát triển thì đất nó đã bán ai mua? Mà cái loại ngu xuẩn này mà nó ác đấy anh chứ, nó đã đâu có ưa đất nước đâu anh, nó Rồi. muốn lật đổ để về về làm cái lá cờ ba que, nó muốn làm mà giờ sao giờ giờ có nói tốt đẹp giờ cỡ nào nó cũng là xuyên tạc đất nước mình thôi à, nó đã không ưa rồi, nó đã không 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 thích cái đất nước Việt Nam mình là giờ nó có cứ xuyên tạc rồi cứ đòi lật đổ cộng sản thôi, giờ nó muốn ăn không ngồi rồi để bố nó hưởng thụ nó ăn không à. Cái loại ba que xỏ lá là bên 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 Cali này nè, bây giờ nó tuyên truyền như là tối ngày như vậy thôi, một lũ ngu tối Bây ngày cứ đi giờ làm mông chân mà tối ngày mà cứ đọc lên chính trị với là đòi lật đổ cộng sản. mình lên mình phân biện thì mình trao đổi với nhau đấy, mình trao đổi thêm ý kiến thức đi hả mình. Ví dụ anh nói ví dụ em, để đất nước nó có muốn phát triển, có muốn biết có phát triển không, mình thì như này anh biết này, tức ngày xưa em còn bé anh còn nhỏ lên rừng xin được 100 hectare tăng cho, Dạ đúng xin được 100 hectare tăng cho, xin 5 10 mẫu tăng cho, xin bao nhiêu cho anh nhiêu, cứ thế là làm muốn làm đủ thứ thôi, mà bây giờ là mua vài con dãy Việt kiều không có tiền mua thì đất là đúng đất nước phát triển chứ gì nữa, hồi có phải à, không, hồi xưa là mình từ đi khai đúng phá rồi. có sức khai phá nhiều là nhà nước họ sẽ cấp đất cho mình, mà sao mình khai phá không nổi á, đi khai Mà đi phá xin khai cũng được, hoang anh, dạ khai hoang mà đi luôn xin á, cũng tăng cho dạ bây giờ làm gì có. À, bỏ bây tiền giờ ra thì mua có nha, làm gì có, hồi xưa là từ muốn mình biết đi đất nước, khai phá bây đúng giờ làm rồi, gì có. muốn biết đất nước phát triển không, thứ nhất là nhìn về đất đai các đô thị hiện nay rất đang rất đắt, đắt hơn nước ngoài, cái thứ hai là ngày xưa cách đây 5 10 năm người ta ruộng dãy thì đi xin được, một là làm đơn nhà nước cấp cho, hai nữa là ta đi xin bạn bè tăng cho là vài hectare, hoặc ta tự khai phá như em nói tự khai phá, nhưng mà anh quan điểm của anh đi xin người cho có khai phá, có nhiều nhà ta khai phá rồi ta làm là nhiều quá không làm hết mình xin tăng trọ. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ đất đai ở trên rừng trên dãy bây giờ mua được vài hectare đất là tính về tiền tỷ, phải mấy tỷ bạc mới mua được, có tính vào đô la phải có cả 100 200 ngàn đô mới mua được dãy chứ đâu có chuyện đơn giản. Mà cái tụi bắt bắt tay nè anh à, tụi này chắc cô bơ cũng bắt ngồi đường anh à. Tụi Rồi. này ăn rồi lăn làm biếng không có chịu làm anh. Nó không có chịu làm. Bây giờ á thì bắt tay tụi này ăn không ngồi rồi mà, để có tiền ăn ngồi không cũng có tiền, chủ yếu là đi chụp hình thôi Đúng rồi rồi. lên mạng thôi, cái loại làm biếng mà giống như nó ngồi nó chờ mà sung rùng xả hả hồng mà để nó rùng có ăn, giờ là mơ mộng rồi bảo lãnh đi qua qua Mỹ đó, giờ đang mơ mộng đó, đang đi lên thiên đường mà, đang đi thiên đường rồi bắt tay cho cái lũ này, cái lũ chống cộng cực ngu này, nó cũng lừa gạt cộng đồng bên bên hải ngoại, lừa gạt một số bên á, bây giờ nó sợ anh em mình lên tuyên truyền như vậy nè, rồi tới cái tai của những cái người mà cộng đồng bên á là quy góp tiền không được à, đâm ra Đúng tụi này rồi. giờ nó quyết liệt lắm, nó quyết liệt á, là để nó chống phá lại mình, giống như cái con ngày hôm nay con Bích Trang á, con Bích Trang làm gì nó cũng bị ảo tưởng, nó tự đưa lên nó lên nó nói em á là con Hà My à, từ nó sướng luôn à, con Hà My à, tối ngày đi theo để chọc phá nó, cái con Bích Trang mà hay lên diễn đàn là hát
con nó bên Hải Ngoại á, nó thấy em, nó thấy em xem thôi chứ em comment, nó tự kết bạn với em à. Bây giờ Châu nó là là con khỏe Hà chứ, My ấy đó, con Hà đảo Châu My là khỏe chứ đâu phải là. đi theo chọc phá nó, để đi theo phá nó, để nó chuyến này nó sẽ về quê hương, nó đòi lại quê hương. Tôi nói ủa quê hương đâu đòi ta, giờ quốc tịch của bên Hoa Kỳ rồi, bây giờ về đòi quê hương nó đang ngồi quê hương của ta đây mà đòi quê hương nào. Về đòi lại quê hương, mà quốc tịch của Hoa Kỳ là quê hương nào, chúng bay đã bỏ đi 40 mấy năm nay, quê hương đâu nữa mà đòi, quê hương đâu đòi, Châu Lô với Khải mình chào em. Hảo. Em ơi, Châu Lô Khải chào em Dạ này. Đây, Châu Lô Khải chào, Châu Lô Khải nha. Hà My chào anh Châu Lạc Hải, có gì sơ sót bỏ qua Hà My, Hà My không để ý. Chào chị Châu Lê Khải, em chào chị anh Châu Lê Khải. Châu Lô Khải. Bởi Đây, nhiều lúc họ lên tuyên truyền y như một con ngu con ngốc vậy, em bỏ tay luôn. Vậy mà đòi lên làm, đòi lật đổ chính quyền, đòi lật đổ chính phủ này. Họ nói cứ lật đổ chính phủ đi, rồi dân tự bầu tự chọn làm, chắc nổi loạn luôn quá. Chắc tự nổi loạn luôn quá, bây giờ chưa có ai có tiền đồ để mà bầu lên, tới giờ lật đổ cộng sản, giờ ai lên làm chính quyền của đất nước Việt Nam đây, chính phủ đất nước Việt Nam đây, mấy dân tự bầu lên vậy, vậy là thằng nào cũng muốn làm thủ tướng hết rồi đó, thằng nào cũng làm muốn chủ tịch hết rồi đó. Vậy mà có một lũ là ngu dốt để đi nghe mà chết chứ. chào Hoàng Hải Yến nha, chào Nguyệt Minh, Nguyễn Đúng Minh. rồi, nó đang mơ mà, nó đang mơ mơ mộng hậu quyền mà. Nó mơ vậy nó mà sống nổi đó. Nó mơ vậy để nó ăn tiền mà. Nó nói là đất nước mình đang sợ chúng nó. Ui trời ơi, sợ cái gì, đang đời đi về đó, không có sợ đâu, đang đời đi về. Em bó tay luôn rồi đó. Em biết nước mình ấy là những thì Liên Quốc nó công nhận là đất nước xóa đói giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Dạ đúng rồi, cái đó em có xem mà Liên anh. Quốc nó công nhận. Tức là 15 tiêu chí thì Việt Nam về trước 3 năm. Dạ. 15 tiêu chí thiên niên kỷ thì Việt Nam đi về trước 3 năm đứng đầu thế giới. Hoàn thành thế giới nó công nhận mà. Mà thế giới nó công nhận nhiều nước nó học hỏi Việt Nam vì vì Việt Nam là xóa đói giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Dạ. Nó đúng rồi, nó một cái lũ ngu đó. Ngu đó. Ngu chịu nổi. Nó ngu mà khó chữa, nó ngu bền vững. Tại phải là thông cảm như nè, những người đó họ chống cộng á, họ chống chống cộng 40 mấy năm nay rồi, 40 mấy năm nay mà đâu có lật đổ cộng sản được, thì đương nhiên cũng thông cảm cho họ, họ cũng đáng thương thật, tại họ ốm mộng mà, họ ốm mộng họ lật đổ được, tới giờ đầu họ giống như là bị hư rồi, não họ bị hư hết rồi. Hà My với các bạn biết là mình còn nhỏ đi học thì bố mẹ bắt tự đi, đi 4 5 cây 10 cây cũng tự đi. Dạ Bây lắm. giờ em ra khung trường người ta đưa con ta đến tận trường. Đấy, Rồi màn anh bị rớt rồi.